Kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang xem kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn về cây bòn bon Thái, cũng như là cái cách nhận biết đơn giản nhất để khi mà cô bác anh chị đi mua bòn bon Thái thì sẽ dễ dàng nhận biết và không bị lừa. Em đang quay ở đây là cây bòn bon Thái giống, cây ghép ạ. Tất cả các cây bòn bon thì đều là cây ghép nha cô bác anh chị. Cái cây em đang quay ở đây tổng chiều cao là được 60 đến 80 cm tùy theo cây, từ mặt bầu trở lên ấy ạ. Còn mắt ghép thì trung bình là 20 cm. Mắt ghép của cái bòn bon Thái này là 20 cm. Cái cây giống bòn bon Thái thì giá tiền khá là cao, vì thế mà một số nhà vườn họ bán những cây khác thành bòn bon Thái. Điển hình là trong thời gian gần đây thì em thấy rất một số nhà vườn họ gửi cái cây cây xà cừ, họ gửi cái cây xà cừ cho cô bác anh chị và các bạn mua cây. Tại vì nhiều cô bác anh chị cũng gọi điện nhờ em xem giúp xem là cây gì, thì rất là nhiều cô bác anh chị mua phải cái cây xà cừ mà họ bán thành bòn bon Thái. Thực ra cái cây xà cừ với bòn bon Thái thì nó khác nhau hoàn toàn nha cô bác anh chị. Nhưng nếu mà cô bác anh chị mà chưa nhìn thấy cây bòn bon Thái bao giờ thì rất là dễ dàng mua nhầm. Cái xà cừ thì nó rất là rẻ. Cái cây xà cừ giống thì chỉ có mấy ngàn đồng một cây thôi. Đó, chỉ có mấy ngàn đồng một cây thôi. Nhưng cây bòn bon thì rất là đắt. Cây bòn bon thì trung bình là từ 250 ngàn đến 300 ngàn một cây cơ, tùy theo cái gốc của nó to hay là bé. Cái lá bòn bon Thái này này. Đó, đây cô bác anh chị nhìn cái lá bòn bon Thái này, cái lá bòn bon Thái này nó hơi tròn. Đó. Cái lá của nó trên cái tàu lá này nó hơi tròn nha cô bác anh chị, đặc biệt là cái tàu lá của cái bòn bon Thái này nó cũng ngắn, nó cũng không phải là dài đâu ạ. Cái tàu lá của bòn bon Thái này nó chỉ được tầm khoảng 20 đến 30 phân thôi. Nó chỉ được 20 đến 30 phân thôi. Đặc biệt là cái lá của nó khá là tròn. Còn cái lá xà cừ thì nó dài, nó nhỏ và dài ạ. Mà cái tàu của lá xà cừ thì rất là dài. Lá của nó mảnh nhỏ và dài. Còn cái lá bon bon này thì lá của nó khá là to. Và đặc biệt là cái tàu lá của lá bon bon này thì chỉ tầm khoảng 20 đến 30 cm thôi. Cái bon bon này thì mắt ghép rất là rõ ràng. Gốc rất là to nha cô bác anh chị. Cái gốc bòn bon Thái này phải được hơn 1 phân. Từ hơn 1 phân đến 2 phân. Đặc biệt là cái mắt ghép của nó rất là đẹp luôn. Ghép bằng mắt nha cô bác anh chị. Đó. Đây. Bòn bon Thái thì sẽ ghép như thế này ạ. Đó. Cái lá của bòn bon Thái mọc trên cái tàu đấy thì là nó so le nhau. Cái lá của nó so le nhau nha, hai bên nha các cô bác anh chị. Lá bòn bon Thái là so le nhau và đặc biệt là cái mắt ghép của nó rất là rõ ràng. Họ ghép mắt gần như là mắt mít ấy. Vì thế mà bòn bon cũng, nếu mà cô bác anh chị để ý thì rất là dễ nhận biết thôi. Còn đây, em sẽ quay cho các cô bác, anh chị và các bạn xem cây xà cừ. Đây là cây xà cừ. Và cái lá xà cừ này, nó từng tàu ra như thế này. Và lá của nó thì mọc đối xứng nhau. Hai cái lá ở hai bên nó mọc đối xứng nhau luôn. Đó. Và tàu của nó thì rất là dài. Có những tàu nó lên đến tầm khoảng 5-60cm đấy ạ.
Cái xà cừ này thì thân rất là thẳng đẹp. Và một số nhà vườn thì họ còn làm giả cái mắt ghép. Đó, một số nhà vườn thì họ còn làm giả cái mắt ghép cơ. Bằng cách là họ sẽ tách một tí ở cái thân ra và họ quấn những cái dây ghép vào. Nhưng các cô bác anh chị nhìn lá thì sẽ nhận biết rất là dễ. Cái lá xà cừ thì ở tất cả các vùng quê cũng như là các tỉnh đều có lá xà cừ, cho nên rất là dễ nhận biết ạ. Đó, cái lá xà cừ thì hai lá mọc đối xứng nhau trên một tàu lá. Đặc biệt là cái tàu lá của lá xà cừ này rất là dài. Giữa cái đoạn lá này với cái đoạn lá kia thì nó mọc cũng cách xa nhau hơn nhiều. Nó cũng cách xa nhau hơn là lá bòn bon rất là nhiều ạ. Vì thế để mà cô bác anh chị để mà mua cái cây bòn bon Thái, mình để ý một chút thôi là mình sẽ nhận ra. Mình để ý một chút thôi là mình sẽ nhận ra là cái cây nào là thật, cây nào là giả. Tất cả những cái cây mà giá thành cao thì bao giờ những một số nhà vườn họ bán lừa đảo ấy. Và họ sẽ lấy những cái cây khác mà hình dáng của nó gần gần tương tự như thế họ bán. Cái lá xà cừ thì nó cũng thành tàu như thế, nhưng mà nó nói chung là nếu mà mình nhìn thì sẽ rất là dễ nhận ra luôn ạ. Đấy, cái tàu lá xà cừ đây nha cô bác anh chị, rất là dài. Còn cái cây thân ở đây ạ, cái cây thân nó thì một số thì người ta tách những cái chỗ như này ra này, người ta tách ra xong người ta quấn cái mắt ghép, cái dây ghép vào để làm giả thành mắt ghép. Nhưng mà thực ra thì cái mắt ghép xà cừ, cái mắt ghép cây bòn bon Thái, nó y như là cái mắt cây mít. Nó y như là cái mắt ghép cây mít, không khác một tí nào ạ. Đó, cô bác anh chị đã nhìn rõ cái lá xà cừ chưa ạ? Lá của nó mọc rất là... lá của nó thì mọc cách xa nhau và giữa hai cái lá ở hai bên thì nó đối xứng nhau. Đó. Còn cái lá bòn bon Thái thì nó mọc cái cách màu lá của nó là mọc so le nhau, giữa lá nọ với lá kia là mọc so le nhau từng bên. Đó. Cây xà cừ cây to này, cây xà cừ cây to này là cái lá nó đây nha cô bác anh chị. Đó. Cái lá nó cái tàu lá của nó phải dài đến khoảng 5-60 cm. Đó. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ. Và khi mà mua cây thì có thể lựa chọn được những cái cây chuẩn giống nhất.